Ủa đẹp quá à, đẹp đi món trắng nữa. Nữa đạo bên xanh luôn. Có khói gì vậy anh? Không cho đắng. Có, vô hai bình nè. Có khói luôn chưa? Có. Gáp đi, gáp khí tài ra xong á, đi bên anh em có sẵn thì anh em để sẵn liền nha. Đừng ở trên á. Vậy, em bay đâu anh đi? Quay cái logo mà em với bạn là của câu lạc bộ An Giang. Dạ rồi, mình là câu lạc bộ RC An Giang. Ừ. Rồi, dạ cảm ơn anh. Dạ. Thì có rất nhiều câu lạc bộ đến đây tham gia lễ hội dù lượn và thả máy bay mô hình lần này các bạn. Đây là sân tập kết, các đội đang quy tụ về đây để gắp máy bay. Chờ một ít phút nữa sẽ tiến hành cất cánh các bạn. Đây là những chiếc máy bay mô hình các anh sẽ tự chế. Nơi đây là khu du lịch Tà Bà Sòi Chét thuộc huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Các bạn nghe tiếng cách đường buồn ngủ. Rất đẹp các bạn ạ. Lúc trước mình xem trên YouTube, mình thấy những mô hình dù lượn này xuất hiện ở các tỉnh phía Bắc. Mình nghĩ không biết khi nào, ở phía nào mình mới được thấy. Tình cờ trong một lần có duyên, một bạn của mình lên An Giang nói là nhân dịp lễ 30 tháng 4 năm 2022 thì tại thị trấn Chi Tôn, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang có tổ chức cái lễ hội dù lượn. Mình đã náo nức chờ đợi và mình đây đây mình chuyên này cắt cánh luôn. Chương trình dù lượn tại Chi Tôn có tên là bay trên Phụng Hoàng Sơn các bạn. Phụng Hoàng Sơn có nghĩa là núi Cô Tô. Thì tại huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang có một ngọn núi cao thứ nhì trong thắt sơn hùng vĩ của An Giang, đó là núi Cô Tô. Mình được biết thì cái lễ hội bay trên Phụng Hoàng Sơn này đã từng diễn ra vào năm 2020 và hai năm sau, tức là năm 2022 đã chuyển lại một lần nữa các bạn. Cũng rất may mắn khi mình được đến đây đứng ở một cái góc quay rất là lý tưởng các bạn. Mình đứng cùng với các anh của đội máy bay mô hình. Rất dễ thuận lợi để tác nghiệp. Bên kia của khán đài chính là các vị đại biểu. Ồ, nó thả lửa luôn các bạn. Quá đẹp các bạn ơi. Đẹp quá các bạn. Chưa dừng lên nữa. Không thua gì chiếc chắc thăng hay các bạn. Thật là sướng. Đây là câu lạc bộ máy bay mô hình mà đã thu mang mình cho mình bước chân vào đây. Người bạn YouTube. Đây anh camera man. Dạ cảm ơn. Đau quá các bạn. Thật điêu luyện luôn. Đẹp các bạn. Không ngủ luôn. Chắc mình về
chưa đáp nữa. Tính giờ bay cũng lâu lắm bạn, 4-5 phút trôi qua rồi. Quá hay, kỹ thuật điêu luyện các bạn. Đi nữa đó là ngọn núi, núi Bô Tô. Rồi xe An Giang, câu lạc bộ rồi xe An Giang. Đây là máy nổ. Máy nổ này có chức năng phun khói nha anh em. Đây hai cái bình phun khói đây. Cố gắng trùng bô luôn. Đây chương trình nổ máy nha. Một lá cờ đảng và một lá cờ Việt Nam đã quay trở về trong tiếng nhạc hùng tráng. Thank you.